đến với kênh Nhà đẹp Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thi công và thiết kế nhà biệt thự dân dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang giám sát và khảo sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Dương có địa chỉ tại Nghi Lộc, Nghệ An. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh. Căn nhà của anh là căn biệt thự 2 tầng có phong cách hiện đại, kết hợp với tông màu trắng là tông màu chủ đạo, giúp cho ngôi nhà thêm thanh tao, trang nhã, lịch sự, trẻ trung và gần gũi, kết hợp với hệ mái Nhật, giúp cho công trình thêm mới lạ và độc đáo. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà, cổng chính cũng như là hệ thống hàng rào đã tạo nên cho công trình sự bề thế cũng như là đồ sộ. Khi chúng tôi thiết kế cổng chính là cổng sắt phun tĩnh điện, hai bên cổng chính là hai cột vuông to khỏe khoắn, chúng tôi cho ốp gạch thẻ để tạo điểm nhấn cho cổng chính. Hệ thống hàng rào chúng tôi làm rất là kiên cố cũng như là đảm bảo được độ an toàn, an ninh cho tổng thể toàn bộ ngôi nhà. Di chuyển từ sân và từ sảnh, căn nhà của anh Dương được chúng tôi thiết kế gồm có 3 bậc cấp, sử dụng đá granite giúp sạch sẽ, thông thoáng, dễ vệ sinh và không bị bám bụi. Hai cột ở sảnh chính chúng tôi thiết kế là cột vuông to và sơn màu trắng. Cửa chính chúng tôi thiết kế là cửa gỗ khung pano kính, nhưng không bị cong vênh mối mọt theo thời gian, giá thành thì hợp lý và chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. Hệ thống cửa sổ ở tầng 1, thì chúng tôi cũng thiết kế cửa gỗ. Như các bạn nhìn thấy, bên dưới thì chúng tôi cho ốp gạch thẻ để tạo điểm nhấn cho cửa sổ không gian nơi đây, cũng để tạo toàn bộ sảnh chính rất là đẹp mắt. Nhìn từ tầng 2 thì các bạn nhìn thấy, lan can thì tôi sử dụng lan can kính cường lực, giúp tạo điểm nhấn cho tầng 2, cũng như là không phá vỡ cấu trúc giữa tầng 1 và tầng 2, tạo tầm view cho tổng thể toàn bộ ngôi nhà. Ở tầng 2 chúng tôi cũng thiết kế thêm một hệ lam giúp che nắng che mưa, đảm bảo công trình được vững chắc hơn. Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh cũng rất là sang trọng và bắt mắt. Khi hệ thống cửa sổ từ tầng 1 lên tầng 2 cũng như là từ chính tầng 2, chúng tôi sử dụng hệ nhôm kính giúp bền màu theo thời gian, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên, điều hòa được không khí, cũng như là giảm chi phí trong quá trình xây dựng và tuổi thọ là tương đối cao. Nhìn từ góc độ bên phải sang, căn nhà của anh cũng rất là sang trọng. Khi chúng tôi thiết kế chân móng là ốp gạch tối màu giúp cho tạo không gian ngôi nhà thêm thông thoáng và sạch sẽ. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế thêm các bồn hoa để gia đình anh có thể trồng những cây hoa nhỏ cũng như là cây cảnh giúp tạo không gian sống xanh. Từ trên cao nhìn xuống, căn nhà của anh tọa lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn. Ở tầng 2 thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một bộ bàn ghế để gia đình anh có thể có không gian sinh hoạt chung cũng như là giúp các thành viên trong gia đình thêm gần gũi hơn với nhau. Ở sân tầng 1 thì rất là thông thoáng để dùng để làm bãi đỗ xe ô tô. Tiếp đến xin mời các bạn hãy cùng tôi đến với kênh YouTube cũng như là website của Nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà vườn, nhà phố, nhà biệt thự, nhà cấp 4 để các bạn có sự lựa chọn đúng đắn trong ngôi nhà của mình, phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thực tế xây dựng cũng là thiết kế một công trình mà gia chủ đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Nhà đẹp Tân Á. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là ấn theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có website mang tên miền nhadeptana.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày các mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và vào từ tận miền Nam. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy đừng ngần ngại truy cập vào website nhadeptana.vn cũng như là kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á để có sự lựa chọn ngôi nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng trong tương lai của gia đình mình các bạn nhé. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc, xin mời các bạn hãy cùng tham khảo mặt bằng 3D nội thất đã được cả Nhà đẹp Tân Á thiết kế như thế nào cho căn nhà của anh Dương các bạn nhé. Đây là mặt bằng 3D nội thất tầng 1 của gia đình anh Dương để chúng tôi thiết kế bố trí rất là tinh xảo. Đây là phòng thờ cũng là phòng khách thông nối nhau để giúp không gian thông thoáng và thoải mái. Di chuyển từ phòng khách vào là phòng bếp cộng ăn với thiết kế bộ bàn ghế ăn cũng là tủ bếp rất là hợp lý. Ở tầng 1 thì chúng tôi thiết kế gồm có một phòng ngủ cũng là một khu vệ sinh chung ở cuối nhà. Di chuyển lên tới tầng 2 thì được chúng tôi thiết kế có các mặt bằng nội thất như sau. Ở đây thì đây là một ban công, trên ban công chúng tôi thiết kế thêm hệ lam giúp che nắng che mưa cũng như là đảm bảo được vững chắc cho toàn bộ công trình. Ở xung quanh ban công thì thiết kế thêm bồn hoa trọng cảnh giúp gia đình anh tạo không gian xanh. Ở tầng 2 chúng tôi thiết kế gồm có hệ thống 2 phòng ngủ, cũng như là cuối nhà thì có một vệ sinh khép kín, một ban công để phơi quần áo, sân giặt phơi và một phòng chờ, rất là hợp lý đúng không ạ? Hy vọng thông qua mặt bằng nội thất này thì các bạn sẽ có cái nhìn thật là đẹp mắt, nhìn tổng thể toàn bộ công trình của anh Dương đúng không ạ? Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh mặt bằng định vị khu đất của nhà anh Dương. Tiếp đến xin mời các bạn hãy cùng đến với mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Dương. Căn nhà của anh Dương là căn biệt thự 2 tầng có phong cách hiện đại, tọa lạc trên diện tích đất là 6,7 x 13,4 m2.
có 2 tầng. Tầng 1 chúng tôi thiết kế có các công năng như sau. Từ sảnh chính bước vào là phòng khách với diện tích 31,3m2, thông với phòng thờ, rất không gian sinh hoạt rất là rộng rãi và thoải mái. Ở phòng khách thì chúng tôi bố trí thêm một bộ bàn ghế sofa để giúp cho gia đình anh có không gian sinh hoạt chung. Di chuyển từ phòng khách vào là phòng bếp cộng ăn với diện tích 18,1m2. Tầng 1 chúng tôi thiết kế một phòng ngủ với diện tích là 13,8m2, cũng như là một nhà vệ sinh ngăn cách giữa nhà phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. Chúng tôi cũng không quên thiết kế thêm một cửa phụ để giúp gia đình anh thuận tiện trong di chuyển cũng là nhu cầu sinh hoạt. Tiếp đến là mặt bằng kiến trúc tầng 2 đã được nhà đẹp Tân Á chúng tôi thiết kế như sau. Ở đây chúng tôi thiết kế một phòng sinh hoạt chung rất là rộng rãi, một sân phơi với diện tích là 5,2m2. Ở tầng 2 chúng tôi thiết kế gồm có hệ thống 2 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 12,2 và 10,5. Ở cuối nhà chúng tôi thiết kế một khu vệ sinh chung có diện tích là 4,6m2. Trước nhà chúng tôi thiết kế thêm một ban công có diện tích là 28,4m2, rất là rộng rãi. Chúng tôi cũng bố trí thêm một bộ bàn ghế để giúp gia đình anh có khoảng không gian sinh hoạt chung, cũng là giúp các thành viên trong gia đình sống gần gũi với nhau. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế thêm các cửa sổ giúp điều hòa không khí, cũng là giúp không gian sống của gia đình anh hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Dương có địa chỉ tại Nghi Lộc, Nghệ An. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, các bạn có thể vui lòng gọi qua số hotline 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.